Ngồi 60 kg ngồi. Trời ơi. Có con cá bự vậy. Lưỡi trâu. Chu cha mèo ơi, nó ngon á nha. Hết sảy con. Ồ ô. Quá trời đá rồi. Mấy tay. Một hồi thấy ảnh anh bác sĩ ba ngành. Đây nè anh em ơi. Vô hàng rồi không? Em coi cái con cá này cái gì nha. Rồi, ở đâu? Camera đâu quay? Wow. Được rồi nha các bạn. Quá ngon. Quá im các bạn quá ơi. Quá im. Quá dữ. À, quá dữ. Cho nghe quá im các bạn ơi. Đi về dạy dưới đây. Tự lấy còn nhiều mà em. Nãy giờ không thấy đụng tôm nào rồi. Cái thùng lên. Từ. Quá rồi, quá. Rồi thằng kia đi đâu vậy? Đi trước mới được các bạn ơi, mới có mồi ăn các bạn ơi. Đi sau là không có mồi đâu các bạn ơi. Mày, đặt hết rồi. Trả dữ lắm anh em ơi, trả dữ lắm nha, nó chạy ngược nước lên. Nè. Nè các bạn ơi, hai tay hai con. Đây nè các bạn ơi. Đó, các bạn ơi. Đây nè các bạn ơi. Trời ơi. Thôi vô trong hang này quá trời rồi. Vô hang. Quá trời các bạn ơi. Đây vô hang nè. Anh em ơi vô hang này đó. Đây nè. Ai làm dính cái quần rồi. Làm dính quần. Ghê vậy. Cá này ghê quá à. Ghê không? Nhóc chưa á. Ừ. Cá đi sao cá cái đó đập vô quần anh á. Ủa ở đây nè các bạn ơi, con nè anh Dương ơi. Ui. Quá rồi. Con này con cá sợi dẫn nha. Đó. À, nó hơi bồng bồng nha, phải cá không có anh em là nó là con kìa. Bắt luôn. Kìa nó ngồi nó nằm lên mép luôn kìa. Làm ghê rồi đó. Nó. Ê được. Ê này gọi lên rồi. Ê được đốt, nè đốt, nè đốt, nè nè. Hả? Ê. Ơi. Ơi. Quá trời rồi, rồi đúng rồi. Rồi rồi. Đây nó dò anh này nè. Đây nước, chảy lên nha. Chẳng gì là nó lên chui vô đây nè, chui vô đây nè. Đây phải không? Anh đâu? Ấy đâm đùi anh ơi, đâm đùi anh. Ây da, cá chốt đùi. Ngồi vậy nó chạy lên nó chui vô đây luôn à. Ừ, nè nó. Rồi, mấy anh cứ ngồi đi, tôi ngồi dưới ngồi lên. Nè, ủa nó phóng nè. Anh Dương lên đây. Đâu? Đây nè. Ở đây còn dưới lắm rồi. Đây nè. Em nhắm mắt đi. Bây giờ cái bún này em dưới em ngồi lên đây nè. Em nhìn đi nè. Vừa nắm gấu quắt luôn nè ở đó. Nè cái nè. Ngồi trong mày. Ừ nó ngồi rồi. Nè. Anh Dương ơi. Vậy? Nè em chặn vô đây nè, em nhảy trong này nè. Ừ nước quặn đó. Nước quặn luôn. Anh cứ đây anh một tay xuống hốt thôi nè. Đó đó. Chui vô hang nữa nè. Anh nhảy nè. Cứ đây thọc tay xuống lụm thôi. Bắt đi. Nè bắt đi, giống cho nè. Bắt đi từ con đây nè. Cái chùm con này nè. Rồi cái thùng nó bắt đi. Bạn ơi, cá chốt chui vô hang rồi các bạn ơi, bắt nha. Trời ơi trời đây nè nó. Ôi nó lự đây nè em nhìn nè. Nó lự đâu đi nè. Nhảy kìa. Nè. Đó. Đưa cái hùng lại coi, hùng một cục ngắn lên chút. Quá nhảy rồi, Dương ơi, anh em bắt không kịp đâu. À, anh còn không kịp đây nè. Đây quá nhiều rồi. Làm hơi cắt đầy cái thùng luôn quá. Hai tay quá trời luôn. Chụp ngoài bớt đi em ơi. Gì? Bỏ ngoài bớt đi chứ lại hùng hết. Ơi, ơi, ở dưới giò nó bún ngang bạc bạc luôn. Tôm mà bỏ gì bỏ, bắt đi từ đây tới chịu còn lâu. Đâu không đi, bỏ ngoài bớt đi chứ bỏ hùng với đầy hùng chìm hùng rồi sao. Trời ơi, anh tới gà, anh cây biết. Trời ơi, đây nè. Thôi mẹ, em nhìn nè, lắm, nè, nhìn nè. Cái này mình lấy nước nè, mình quậy nè, nó lừ hết chân luôn, thôi ơi. Ê, gọi ra cái quậy coi, quẹ gì. Nó bún. Trời ơi, 3-4 con. Quá im các bạn ơi, quá im các bạn. Nè, con nào lừ con. Bao con, thả vô con không? Trời ơi, nhiều lắm rồi mấy người ơi. Quá nhiều luôn mày. Trời ơi, trời nó bún này được coi, nè thôi. Đúng lắm rồi. Quá nhiều rồi các bạn. Cứ bây giờ, từ từ em được, lỡm em, bắt từ từ em, anh bắt không kịp nữa nè, em đi lết ra ngoài vậy nè. Lụm rồi nè. Lụm cái gì? Chốt. Bây giờ anh cứ đi lết từ từ đó. Anh cứ thọc tay xuống là lụm, thọc tay xuống là lụm nó nè. Nè, tôm lự vô luôn nè. Cái chốt này các bạn ơi. Ấy, còn tiêu luôn. Ấy còn hai con. Sao bóng. Cái chốt. Trời ơi tôm kìa ông nội ơi, nó nằm lự mé vô nè. Em đi đạp từ từ nha được. Nằm theo giò không đó, em mò cái em đi vô. Bây giờ tôm nó nằm lự trên mé chứ không cái thọc tay xuống là lụm thôi đó. Nè. Ê nhảy ngoài kìa. Bỏ. Kéo thùng lên. Nè ba bốn con. Ấy gọi ra ngoài bắt bỏ mày không trời. Sắp tới cái chài của mình ơi. Sắp tới. Ê, à, tới cái chài cái tạm ngưng video đừng quay nữa nha. Cái làm gì không? Quay cho em cái. Quá nhiều. Quá nhiều rồi. Ê, ủa, cá vô. Con cá bự anh ơi. Con cá bự. Tôm hai cá đâu? Phải không? Rồi. Nè. Cái chốt mạnh con các bạn ơi. Ừ. Cá trời ơi. Con. Nó không chạy. Bên này ngon rồi. Trời ơi, cung kinh chài cho các bạn ơi. Quá trời luôn rồi. Thôi. Cung kinh chừng ông anh nó đạp rồi. Calamen đạp hả? Calamen đạp. Kéo đây. Tôm nè, quá trời tôm rồi. Calamen đang đạp cái chài. Tưởng đâu con cá bự các bạn ơi. Tôm xuống mới lội lúa đu lên đó được. Thôi, cứ để đó, em nuôi đó. Nuôi hả? Đang nuôi. Ây da, cá chốt đâm rồi chạy. Nó, kìa. Tôm bự kìa, nó. Cái chài này hương quá ha. Dạ. Quá trời tôm. Nè, bây giờ anh em mình xúm nhau dướng cái bún này đi. Bún này là dữ lắm luôn á. Nè lắm rồi, lắm qua đó đi anh mò đây.
cameraman dịch xíu tới đây nè, đi ra ngoài chị đạp chạy anh ơi. Cameraman này đứng trên bờ luôn coi, lên trên bờ luôn coi. À, đứng này góc này nè, góc này anh Dương ơi, dữ lắm anh Dương ơi, lên nè. Tay mình để vô nè. Từ từ. Từ lắm. Quá trời rồi, quá trời rồi. Mấy nghe mình là quá trời rồi. Rồi bốn ra ngoài luôn kìa. Ôi trời, trời ơi. Trời ơi. Dữ lắm rồi. Rồi nó bốn kìa. Nè đưa đưa thùng lẹ, nó nhảy. Dạ dạ dạ, cá chốt đâu. Đưa thùng lẹ ra ra. Dữ lắm tôm anh em ơi. Tôm ơi dữ lắm nè. Rồi ở đây nè. Rồi nó bốn kìa. Anh em nào có ăn cơm á thì liên hệ với anh Dương chỉ cho chỗ đi bắt thêm nha các bạn. Chứ rất là nhiều mình bắt không hết đâu. Anh em mình bắt không hết nổi đâu. Nó nhiều lắm. Quá nhảy à. Dữ lắm tôm. Kéo thùng qua đây, kéo thùng qua đây. Tay nào cũng có hết trơn cái. Ờ đây nè, trên tay. Vô đưa qua anh Dương ơi. Tự nay bắt cá nhé. Nhét luôn hả? Nó tôm nhảy bờ không nè các bạn ơi. Anh nó đâm vô giò anh thục xuống bắt thục bắt nè. Đấy thấy cái mày. Tôm giờ em có thục xuống bắt thục thục bắt là không tôm thục xuống bắt thôi. Kì được kéo được. Trời ơi anh thấy là nửa thùng luôn nó quay. Nhiều lắm mà anh ơi. Còn đây dữ lắm. Nè tôm đây còn dữ lắm nè. Cứ bắt đi hồi em quay qua bên máy của em. Máy của em hả? Ừ. Chứ nãy tính quay thả lưới rồi chắc cần phải bỏ lưới dưới luôn quá. Ờ. Cái con tôm này bự nè, anh thấy con tôm bự nè quay nè, nè, con tôm bành kia luôn nè. Chết đây chưa? Từ từ. Rồi. Quá anh em ơi, nặng anh em ơi. Rồi ra ngoài thả ngoài không gì. Ê con cá đối nó dính cái chày kìa. Thấy không? Đây nè. Rồi con cá đối dính chày kìa. Con cá nè. Nè. Ôi tôm nó vô trong cái vỏ chày này dữ lắm luôn rồi. Mình chặn nó lại bớt đi được đặt đúng rồi, để cái thùng nó trên cho nó tụi nó bỏ. Được bỏ. Rồi nó búng nè. Quá anh em. Trời ché cái thùng nó bớt đó. Tôm nè. Rồi ở dưới này nó lừ cho luôn nội thục xuống nó bắt. Rồi bắt không được con nào luôn. Đạt. Ừ. Đây nè, thục xuống nè. Nó. Mình chỉ cần ngồi xuống mình lụm thôi nha. Mình cứ ngồi xuống mình lụm hoài vậy đó là đầy cá đối. Cá đối với cái dài các bạn ơi. Hai con luôn. Cá đối với cái dài. Thấy không? Bên kia con kìa. Thấy không? Hai cá đối với cái dài chưa? Con này con gì vậy? Con này gì? Ôi cá đó mình mạnh không anh em ơi. Ôi vô anh em ơi. Rồi tôm dưới đây thì lừ luôn. Thục xuống là lụm lên. Quá im anh em ơi. Tới con bữa nay là tới công chuyện luôn anh em ơi. Tôm dưới này dữ lắm luôn quay. Thục xuống là lụm nè. Nè, con này là con cá hai lông nha. Đúng, cá hai lông để ngâm rượu hút đó các bạn. Đó, đây là con tôm nữa nè. Con này bán dừng tỷ mấy đó. Dục luôn ấy. Dục luôn à. Từ từ cá đối vậy đây dính dưới lưới mình lừ luôn á bạn ơi. Mình xin dở tay lưới lên một coi cho các bạn coi cái nha. Tới công chuyện luôn các bạn. Đây có cái hang anh em ơi. Đây có cái hang này hang im đó. À mình bắt được con cúm nha. Có không? Có một con cúm bự. Im luôn các bạn ơi. Đây có cúm luôn. Mình sẽ cho các bạn xem cái con cúm nha. Đấy nó kẹp con cá. Cái chốt nó đang con cá. Đây. Nó đang con cá. À cái con cúm nha các bạn. Đó. Mình rửa đây. Ê, nó xuống nước là nó xem nhanh lắm. Nhanh. Còn nó lên bờ là nó về nè nha, nó rút lại. Đó con tôm cho mình em luôn rồi nè. Đây nãy giờ anh có thấy nhảy dây không ta? Có. Tính là không nhảy dây. Thua. Chắc quèo luôn hả? Ôi tôm bự nó. Có. Không nhảy dây làm từ lần từ đầu. Khó chờ. Dính rồi các bạn ơi. Dính nguyên con cá đối thành kì. Tôm bự. Ở tôm nhóc luôn nè. Rồi đây giờ mình dỡ lưới mình lên cái chạm lên coi. Được. Ơi tôm nó bún dữ vậy. Ơi tôm nè, nó nằm nè. Từ từ. Mình cứ gỡ tôm đi nè. Ơi tôm bự rồi. Ơi lụm miếng tôm. Từ từ. Ơi tôm dữ lắm luôn. Ơi tôm nó bún. Được xuống dưới này là được. Con xuống dưới này. Cá đối đi đại anh mình kéo. Không có xuống dưới này nè, con nghe. Bắt tôm kìa. Cá đối quá trời đây. Tôm bự nữa nè. Tôm dữ lắm. Tôm mình bắt là dính tôm bự quá. Tôm này dính là tôm bự nó muốn lọt lưới mà nó không lọt được á. Cá đối mình hai ba con lên Dương ơi. Ừ. Lần này sao mấy chài là lộn ngược rồi nè. Trời, bỏ chài ngược luôn. Chết queo luôn. Nghe tôm kìa, từ từ. Ngồi bên đi, bỏ bên bắt cá đấu luôn đi. Đây nó chặn nữa không? Nó chặn nữa. Kéo từ lên là gì cuộn kìa. Em bỏ chài ngược rồi, bỏ bên đây nè. Để em nọ nó tôm dưới đây quá trời tôm dưới đây mà. Rồi ôi, nè. Ngồi chặn lên mệt quá. Rồi, tôm nè. Nó cắm đầu xuống luôn. Chứ chặn được chặn cái ngược không chạy. Rồi tôm nè. Lấy công dây nè, kéo dây lên. Ôi tôm cái này nó lừ dưới đây trên trời ơi. Chặn nó bắt cá đối này kia rồi cá bự nè, lấy công dây nè. Từ kéo lên cho tôm. Thôi kìa. Ôi tôm nè, heo con nè. Ôi nó kéo lên cái tôm nhóc cho các bạn ơi.
tôm kìa. Tôm nó bún. Nó. Trời ơi. Đây nè, tôm sú nè nó. Nó cái thùng trước đây được coi, đái là lượm. Ai ơi, nó trên mé lượm cho nó được coi. Ồ đây nó thằng nó nhấc cho mé lượm cho nội ơi. Rồi. Ra ngoài cái mai kìa, bó mai kìa. Trổ nó vô. Ui rồi ra ngoài luôn, rồi ra ngoài luôn rồi. Quá nhiều. Đó này anh vợ nè các bạn. Đó. Nó chặn xui đó, chặn gì ngược chạy không vậy? Cá đói nè. Cá quên cá chốt mà. Từ từ lắm ơi, quá trời lắm ơi. Đẩy từ từ xuống. Cái khúc này có hang hay lắm, không có hang. Nhảy lên nhảy vô thùng luôn kìa. Tự động vô luôn kìa. Quá nhiều. Này không có hang đụng có hang thì có hang. Ờ ở đằng kia kìa Dương ơi. Hả? Ăn đó. Ừ, xuống đó. Có hang. Rồi con ấy con tôm bự. Ê con tôm chút bự. Ê. Trời lắm ơi. Nó nhảy mình xưa nghe. Trời chặn tôm chút anh kia luôn á lợn. Nhảy lưng em nè. Đúng rồi, nó mới nhảy vô lưng em á. Tôm bành kia luôn. Quá các bạn ơi, bữa nay cầu mà chắc mình mướn cái máy bay mình chở về các bạn, quá nhiều các bạn ơi. Tôm chút bự. Quá trời nhiều rồi. Mình sao? Tôm chút bự ngồi. Ở đây sâu quá. Trời ơi tôm lượn chớ nổi ơi nè. Anh biết không, ở đây nó sâu quá khó bạn. Ô còn dễ mà. Nè. Con. Ôi trời ơi con gì đứng trúng cái hang nó xỉu quá trời ơi, đụng banh mẹ nữa. Đụng cái bật một cái muốn ngã ngang xỉu không đâu. Hang hả? Trúng cái hang, vô cái hang bể cái hang rồi mấy cái mé này mò mé im lắm trời. Thì em đang mò nè. Anh mò bên em mò bên nó mò qua bên nội. Nhảy ra. Quá trời lượn cho nội. Quá làm cổm ở trong đây nè các bạn ơi. To gì đó nó. Tôm nhà mình đụng thọt xuống là đụng, thọt xuống là đụng không có. Nó bóng chành chành. Hơn tâm nuôi nữa các bạn. Thiệt mà. Nè, cho tôm trong hồ chưa chắc được nha. Đúng, hơn tâm nuôi nè. Nè nó dảnh bờ luôn rồi. Đó, đó. Để giờ chút xíu nữa mình bắt xong rồi mình review cho mình sẽ quay. Đây nè. Trời ơi. Đây một tay mình có thể bắt là 4-5 con luôn nha nè. Ấy da con cua biển con đó. Ấy da kẹp. Chút xíu mình quay thành quả cho. Rồi rồi, ra ngoài luôn rồi, dính hai cái càng luôn nè. Chết luôn à. Ăn luôn hả? Cắn ra chứ ăn gì? Yeah. Trời ơi trời nè, tôm sú nè, đây là con tôm sú nha. Đó. Tại sao em kẹp anh cắn em lại hả? Ui, ui, con cá gì bự đó. Cái gì? Bành kia luôn á. Đâu? Nghe có ảnh qua mặt em luôn mà. Đó, còn bún cái mặt đó. Không, con cá. Nó vô hàng, đừng vô hàng. Không, đem qua hàng. Dạ. Nữa hả? Sao bị cua kẹp hoài á? Con cua không có bự mà nó kẹp đau, kẹp lên bờ luôn kìa. Trời ơi, tôm dữ lắm, đây là lắm rồi, đây nè, tôm còn lự chứ không nè, nội ơi. Mà sao nó đụng với em kịch kịch tới ta. Hả? Ê, con tôm chú bự. Trời ơi, con tôm bành kia luôn á. Nè, đây con nè, đây con nè, dính con nè, đây con tôm chú bự nè. Đó. Còn bó bún rồi đó, nó lợp. Này đem ngồi nè. Quá trời nhiều rồi các bạn ơi, rồi, không xể luôn. Em hút một tay, cái nhấc cho anh ơi, nè, tôm sú rồi nè. Ừ, nè. Nó lên bờ rồi. Ôi, ôi. Nắm gâu các bạn. Vô. Tôm nè. Tập xuống càng con nó còn ơi. Cá nè. Cá bông. Để tặng cho tôm thú đây. Cần á được. Tôm thú nha. Không nắm luôn. Tôm thú này dữ lắm được ơi. Rồi, tôm thú dữ lắm không? Tắt máy đi. Quá nhiều luôn. Tắt máy em ơi. Tắt máy không cho quay nữa. Tôm thú dữ lắm anh em ơi. Quá nhiều anh em. Vinh cá các bạn. Rồi. À, các bạn thì mình nãy giờ mình quay cũng lâu rồi. Tiếng máy rồi mà cái máy mình nó nóng dữ lắm rồi các bạn. Thì giờ mình sẽ tạm ngưng cái video đây xíu nha. Xíu mình cái thành quay cái thành quả tất cả cái nhà xem nha cả nhà. Chứ giờ tôm dữ, tôm cá dữ lắm rồi mình. Nè, các bạn nhìn thấy nè, tay nè, nó cứ về là bắt hoài luôn đó. Quá nhiều các bạn ơi. Nè các bạn. Rồi, nó nhiều dữ lắm các bạn ơi. Quá trời luôn. Hiểu không các bạn? Chút xíu mình sẽ đổ ra cho cả nhà xem nha. Rồi. Em đổ ra cá ra coi lắm rồi. Coi mình cái thành quả của mình sáng giờ được nhiêu. Đó. Quá xá. Đổ không ra luôn các bạn ơi. Ngát luôn. Thôi đừng có mấy cá ngát nè, đừng học quay vô. Kéo cái kia ra thôi. Rồi. Ê, từ. Chết bít. Con này mới bắt mà chết rồi. Chặn lên bờ chứ chết. Lấy cây hộp đi. Học tay vô đúng rồi. Có đâm rồi chơi. Nè dao nè ông ư. Lấy cây á. Nó nhiều quá nó không ra được luôn á. Rồi lắc lắc coi. Nè. Ảnh gà thôi. Con to
bỏ cá trong lưới mình nữa kìa. Ờ. Anh Bảy đó gỡ lưới cá đi. Từ từ, trước đi. Cô 60kg không ơi? Trời ơi, có con cá bự vậy? Lưới trâu. Còn... Đành cái hết. Anh thương gỡ cá luôn kìa. Cô chạy xuống gỡ cá luôn. Lắm này anh đón khoảng nhiêu ký anh lộm? Cùng gần 8 ký. 7-8 ký á. Nè, tôm nè. Ghê chưa? Nhiều lắm các bạn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình lấy mình lượng mới ra mình nướng đi. Có cá đổi, bắt cá đổi đi nướng luôn đi. Cá đổi trong lưới hồi về gửi sau đi. Đây các bạn ơi, thì mấy nay mình chuẩn bị một cái nồi tép để luộc với lại coca. Còn cá này mình sẽ nướng mọi luôn nha. Các bạn ơi, cơ tôm này nướng ăn được không các bạn? Tôm nướng ăn được không ạ? Không biết nữa, để hỏi coi. Để khán giả comment coi ăn được không nha. Đây mình đang đốt lửa chuẩn bị nướng nha cả nhà. Em trai mình đang đốt lửa đây. Được, đang đốt lửa chuẩn bị nướng. Rồi, bây giờ mình sẽ không cháy đâu, để đó anh lụm hút. Bây giờ mình sẽ luộc cái mấy con tôm này nha cả nhà. Lửa đang cháy mạnh mạnh nha, mình để đó mình luộc luôn. Ừ. Luộc gì hồi về vợ ăn được, đánh được. Bát đứt luôn. Chào đánh. Cái nồi đen chuột không ra nó quýnh hay sao? Ủa, bao quỷ, nồi đi ruộng. Đây, để vô luôn. Chắc hồi khói không trời? Không. Dạ. Hồi nãy mình lấy cái bếp ga. Không, mình ăn vậy này cho nó... Dân giả. Dân giả chứ. Ui dạ. Rồi luôn, nóng quá nóng luôn. Phút 30 giây chín à, này nè. Cho nó sôi lên là chín đó. Đó, bây giờ mình chuẩn bị đợi cái nồi của mình chính cái là mình ăn liền luôn. Kiểm tra cái nồi tôm của mình cái nha. Dở ra cái rồi khui. Wow, trời ơi nó đỏ kìa, nhìn ngon lành luôn á. Cái này được ăn được em ơi. Rồi chuẩn bị mình nướng nha. Cái nồi của mình chín rồi. Dạ nó nóng quá trời, sao nhắc xuống đây. Nóng dữ lắm em ơi. Không sao đâu, đổ xuống cỏ không sao đâu. Đúng rồi, nóng dữ dằn lắm. Rồi nhắc xuống đi. Ok ok. Đó, rồi mình dở cái nồi tôm coi. Chu cha mẹ ơi nó ngon á nha. Họ xảy còn phải luôn, rồi banh thang nó ra mình nướng luôn. Để cá lên. Chưa, nóng lắm. Để cá lên. Giờ mình để cá lên nha. Rồi, giờ cá mình để lên nướng rồi đó nha, cả nhà. Rồi chút xíu mà chính mình sẽ cho cả nhà xem cái món cá nướng nha. Rồi, cá đó nó chảy mỡ ngày xèo xèo luôn kìa. Nhắc ra chở cho em ơi. Quá trời ơi. Ừ. Trả lại cái coi. Ừ. Không vậy nó mới ngon á. Con này vừa tới. Quá trời than rồi. Rồi em trai mình cá chín nè, em trai mình đang nhắc cái mâm cá mình lại cái bãi nha. Đúng rồi, quá trời ngon, hấp dẫn anh em ơi. Đồ ô ô quá trời đã rồi. Rồi bưng cái nồi tôm luôn, cái nồi tôm chắc nguội đó em ơi. Lấy cái đầu gấp được. Bưng cái nồi tôm lên luôn. Anh nghe kiến cắn nó quay ở đâu, kiến nè, kiến, ở đây có kiến nè. Trời ơi, ngồi dựng cắn chết luôn quay. Kiến không nè, quay kiến luôn nè. Kiến cái lửa gì nó cắn. Nó cắn tê đít chân nè. Giờ về chỗ đi. Vì lý do cái thật ra các bạn nên là mình đổi chỗ đó nha. Đây vô trong cái trong này luôn. Đó. Vô đây ngồi luôn à. Đâu rồi thằng đồ bếp đâu rồi, làm nước mắm nước muối gì đâu rồi. Rồi làm đây luôn. Mấy đổ vô đắp chấm à. Mấy đổ rửa rồi nè. Quá ngon các bạn ơi.
nóng không? Để lên quéo. Hàng bạc mặt ngoài đất đai đây nha. Mấy anh em này có xuống đây sinh tồn săn bắt thì ông bà về đây ăn chung với anh em cho vui ha. Có nướng mấy cá với mấy tôm. Bà nào ở gần đây thì về đây ăn chung với anh em. Wow. Rồi đây cái mai thì mấy anh em mình sáng hôm nay có đi sinh tồn với lại em Lợm nè, với lại em Được thì bắt được mớ cá nè, bây giờ mình sẽ nướng chui, mình mời cả nhà gieo cái món cá đối nướng chui với cái nướng mọi nha, để mình gieo thử cái món cá trước rồi xong mình sẽ ăn mấy tôm nha. Đó đây là không chịu đưa anh quay đây. Ôi ôi, ở trong nó trắng phao luôn đó cả nhà nè, dính quá rồi. Nướng là ngon ạ. Mình để mình làm luôn các bạn, thôi em làm cúng danh đi, nóng nha. Giờ mình muối ớt này con em mình làm, muối ớt thằng Thánh này mình chấm vô đây ha. Đây mời cả nhà dùng nè cả nhà ơi. Cái lá này sao nó dính vậy, em gửi cho mình cái lợm đó. Rồi mời cả nhà nha. Ngọt, ăn trứng đây nha các bạn, ăn một cá nướng ngọt kinh khủng luôn. Chết rồi, nhức cái nách, nhức nách này bị cá đầm nhức nách. Nó ngon quá, nhức nách các bạn ơi, quá ngon. Nói thì các bạn với cá mà nướng mồi là ăn rất là ngọt nha các bạn, rất là tự nhiên, rất là ngọt. Ngọt thật, cá ngọt tự nhiên luôn. Đâu thử các bạn thử bắt cái đói các bạn nướng, bắt mà lên mà còn tươi sống các bạn nướng ra như mình ăn rất là ngọt, rất là ngon các bạn. Con cá này bắt nước gồng cho nên cái ruột nó sạch trơn à, nóng giờ nó ngon, ngon lắm. Các bạn không cảm nha, tay mình rửa sạch chưa nha các bạn, tại nướng rồi nó da nó hơi đen rồi. Mình chỉ kỳ quyên một con tôm thú luộc với Coca Cola nha, tại bóc con cá bóc dùng tôm đen thui luôn. Cái tay mình rửa trơn rồi, mình đâu cần lọc ta, mình chỉ lọc cái đầu quốc thôi. Mà cái nhà dùng tôm thú luộc với hấp Coca Cola chấm với muối ớt. Ngon lắm, tôm ngọt cực kỳ luôn ha. Wow, cái con này là con gì? Đố các bạn là con gì? Mình đố các bạn, đố bạn, các bạn cái con này là cái con gì? Mình cũng không biết. Nó chơi đó, thôi. Đó là con tôm tích đó các bạn. Anh đi vô. Ăn chứ, để giờ anh xé cho em nữa con này là thôi ăn đi. Em ở dưới còn nữa mà. Anh ăn con đi. Ăn đi. Mày em. Nữa con à. Ăn thử con này đi. Rồi anh nữa con, làm nữa con, được nữa con hai. Con này con nhỏ hơn bữa ta, con nhỏ hơn bự. Con nhỏ. Ao con này con bự nè. Đâu con dưới con bự. Ngon chưa? Con ngon, ngon, ngon. Tôm ngon. Đây, mình sẽ mời cả nhà dùng con tôm tích. Con tôm này đúng là nếu mà ở ngoài nhà hàng là 1 triệu mấy ký nha. Cơm lớn lớn vậy nè. 1 triệu mấy ký. Ừ. Cơm bắt cái này là mình bắt mình ăn luôn. Mời cả nhà ăn tôm nha. Ngọt quá, ngọt các bạn. Con này nó bự nè. Ừ đúng rồi, con bắt đầu tiên. Ê, sao con tôm nằm đó vậy? Cúng nó à, vậy đó hả? Đây. Mời cả nhà dùng con tôm tích luộc nha cả nhà. Hấp với Coca Cola. Nó ngon cực kỳ luôn đó, anh em ơi. Mình mới bắt lên mình ăn liền á, ngọt. Từ sống nó ngon lắm. Ngọt, cá ngọt. Cái này lột sao trời? Em không biết ăn lắm. Không biết ăn sao, ăn nguyên cái vỏ luôn. Hơi nóng nha. Bắt lên vừa bắt lên xong rồi nướng tại chỗ nóng, hơi nóng. Ừ. Với lại ăn con bự nó nóng. Lên con nóng luôn. Nó nóng lắm. Ừ. Tại vì sao mà ăn con một ký nó tới 1 triệu mấy rồi ăn nó nóng lắm. Ăn thử tôm tích nha các bạn. Tôm tích này là mình bắt đầu tiên hết nè. Các bạn thấy đó. Không có thấy, tại vì không có quay bên đây nên không thấy con tôm tích này được, lẫn bắt không thấy. Là kênh của bên Được. Bên của Được á. Ừ. Các bạn có xem kênh của Dương thì qua ủng hộ kênh Cuộc Sống Quê Hương của Được luôn nha cả nhà. Tại thì thỉnh thoảng là Được sẽ đi làm caramel cho Dương. Mình sẽ ăn thử món cá lưỡi trâu nướng luôn nè. Ngọt. Ngọt quá. Cá lưỡi trâu nướng nè. À lúc em ăn thử nha. Tới bài thì chưa? Ngon. Quá ngon. Dai, nó dai mà nó ngọt. Hết biết dai. Ừ, dai mà nó ngọt. Trời ơi, cá lưỡi trâu sao mà thật. Không, các bạn mua tôm tích mà cỡ lớn lớn ăn là khỏi sợ bị tiết tiền rồi các bạn. Rất là ngon. Ngọt. Nó dai mà nó ngọt. Tay tái em đi. Tay tái luôn, ngon. Ngon ha. Cá gì hết hà chứ? Cá. Mình thử miếng cái miếng cá lưỡi trâu nướng.
Hồi đó giờ mình chỉ ăn chiên. Đúng. Chiên khô à, nó chua. Chứ không ăn cá nướng. Không mà nó ngon thiệt. Mình mà nướng mọi nó ngon, ngon hơn đúng tất cả. Để anh mời em trai mình miếng rồi. Nè, mời em ăn miếng cá lê câu. Không, nướng cái này ăn hôm hôm mùi khói đó các bạn. Rất là ngon. Dạ, ngon. Còn mình chiên hôi dầu không có ngon đâu. Nướng này ngon, rất là ngọt. Không ngon thiệt mà. Tới tay. Tới tay còn hai luôn. Ăn rồi ngọt. Gỗ tôm này ăn hết không trời? Tôm này á là mình chỉ ngắt cái đuôi nó thôi, rồi lật cái đầu ra cái mình chấm gì nó nguyên con luôn ăn luôn. Đó. Ngon. Không, tôm tích này giờ ngon ha mày. Ồ, cái đuôi đó nè. Quá trời đã. Coi nè, coi nè. Quá ngon luôn. Quá ngon luôn anh em. Cho để anh em cá này ngoài bỏ ngoài là lấy cái được rồi. Cho nó chín cho mình vô. Con nào chín? Con này nè. Con này. Nó chín rồi. Chưa. Cái đầu. Cái đầu nó bị ứng. Chỗ đâu đưa coi. Không thấy. Cái ruột nó còi. Nó có cái còi. Nó giòn giòn đã. Đúng rồi, nó giòn giòn, nó dai dai. Mình nó sực sực, nói chung là nó. Đũa em đâu lụm đũa lên. Mình ăn nguyên con gì luôn nè. Mời cả nhà dùng tôm nè, luộc nguyên con quất. Đây là hấp coca cola nha cả nhà. Mà công nhận thì chứ mà bắt mà tự nhiên mình nên ăn cái chất lỏng ngon trên đây. Ngọt ha, ngọt ghê luôn. Ngọt tự nhiên, rất là ngon. Mình tin các bạn mà mỗi ngang bắt tự nhiên các bạn ăn cái rất là ngon. Mà các bạn ra chợ mua cúng gan vậy bạn không ngon. Cá mà chạy đâu không đâu, đâu tươi đâu. Nó không tươi bằng mình bắt tự nhiên ra. Còn tươi sống. Này ha. Đây, bẻ nó ra. Đó. Wow. Từ gối ngon. Mình thấy cái ruột này là mình hấp dẫn dữ dằn lắm rồi. Mời cả nhà dùng này ha. Cá đối nước mội nha. Rồi vậy nó rất sạch nha bạn. Ruột nó rất sạch, nó không có dơ. Cái này nó sạch chân à. Con cá đối này nước gồng là nó không bao giờ nó dơ nha. Nè, bụng cũng trắng tươi luôn. Sạch bon. Còn sống à? Còn sống. Nướng lại đi. Đây đưa anh nướng cho. Đưa đèn nướng nha. Khỏi nướng luôn hả? Không, rất là ngon. Ngọt ha. Ngọt cực kỳ ngọt luôn. Nó ruột béo. Nhiều anh hết nổi. Cái này nè, cái này nó giòn nè. Cái ngỗng luôn. Cái xôi á. Làm dưới con cái đó. Mình ăn thử cái còi, cắn cái còi. Ăn hết luôn. Thôi cắn còi. Giờ con ăn cắn còi thôi cho biết, cho không biết. Tôm. Giòn giòn ha. Cái đó giờ ăn không có ăn cái đó hả? Bởi vậy. Cái vậy không nhiều lắm em, tôm thú này nhiều quá. Nhiều quá. Ừ. Tại mình luộc nhiều nè. Ấy sao có cọng gì đây nè. Ê con tôm còn sống. Mình luộc cho ăn cho no luôn mà. Tôm này xong này, nó bự nè. Ngon, ngọt kêu luôn á. Dai. Con tôm mới bắt lên á, nước tươi xanh nè, mình ăn nó ngon. Còn con tôm mà qua ngâm nước đá rồi, uống ướp đá rồi nó hết ngon. Đúng rồi, hết ngọt. Nè, cái này dơ nè. Thế cái đầu nó chuối xình. Mình bắt nó chuối xình á. Đâu có con cá nào mà làm bắt ở trên này. Ngon. Ngon. Tơi tái kìa. Tơi tái. Ngon thì quên ngọt vậy chứ. Hầm nước chấm này chấm gì cũng ngon luôn. Cái đầu có xương đó, ăn xương đi. Ngon quá cả nhà ơi. Mà cài quá. Mình xong lấy nước. Mình nè em ăn cơm đi. Để anh được kiếm con bự bự cái nữa đi. Được rồi, em còn. Ủa con này bự gì vậy ta? Ê. Không, ăn đi ăn con bự con này được rồi. Ăn con này mất mà. Được rồi. Bắt ăn không được. Chứ hà ở ngoài ăn được chứ bắt ăn không được. Mình thử cái con tôm thú này là con tôm thú này nếu mà ở ngoài là chắc khoảng 250 300 ngàn cái gì đó, có lớn như này. Đúng không? Ừ, đứng xuống từ 230. Tại sao nó mắc? Con tôm thú nó mắc hơn con tôm thẻ nha. Đứng xuống thịt nó ngon. Ừ.
con này nó mềm hơn nhiêu. Ủa, gạch không, gạch không nè. Con này lọc ngon à, mà gác của nó được miếng nè. Ừ, ngon. Ừ, thịt nó dai mà ngọt. Đúng ngọt không mấy tùm gì hết. Thôi ăn mắc mắc. Mấy anh em mình nãy giờ ăn cũng ăn cũng nhiều rồi, giờ mình mời cả nhà dùng con tôm sú cho mình nữa, cái mình tạm gác cái clip mình đây nha cả nhà. Mọi người có thêm kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Dương nha cả nhà. Đây mời cả nhà luôn, chấm muối ớt. Còn ấy không, mua ớt lên muối thiệt. Ngon quá. Thôi mình ăn cái này nữa mình cũng động lên nha. Các bạn thấy mà mấy anh em mình mà sang Bắc nó thấy nó vui mà hay vậy, các bạn cho một cái subscribe và một cái nhấn like và cái đăng ký chuông nha các bạn. Rồi có bình luận cho kênh em sinh tồn thêm nữa thì các bạn bình luận nữa nha. Nước gặp cũng vậy. Dạ. Điện thoại. Rồi mình bye bye cả nhà ơi. Bye bye cả nhà nha. Tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau nha.